Sao không? Ô mà lỡ bẻ con lỡ lỡ xin trái nhậu chơi à. Ô mà. Ô mà anh em lỡ bẻ trái rồi ông nội tối ngày xuống khắp trộm hoài à. Ừ mình chào mọi người. Ừ bữa nay mình cũng có lọc mua giò gà, cánh gà nhưng mà gà mua không có mọi người ơi. Mình ăn cánh gà đỡ đi. Đó. Rồi bữa nay mình cũng nhờ anh em bấm like cho được. Ừ mình tiếp trở về đây ăn lọc đãi gà á. Gà mua không có, giờ mình mua đỡ cái giò gà vậy. Đó. Rồi mình hấp hành. Hấp hành nè. Giờ một chút xíu tôi bằng giò gà anh ba anh làm hành á. Còn gì ăn vô. Còn gì không? Hết rồi. Hết rồi. À. Tới tôi nghe. À tới anh đi. Tới anh nha. À. Anh nói nghe. Rồi. Em nghe nha. Rồi cho biết. Chào mọi nhà. Chào mọi nhà. Đây ông này ông vô đây là có đồ ăn liền của gì? À. Ông ăn hay lắm. Tao vô là có đồ ăn mà. Đúng. Bởi vậy vô là anh ba lo chăn lắm sợ. À. Vậy đó mà còn không biết thương anh em. À. Bỏ anh em giận đi. Năng nỉ giờ không chết. Không. Chơi vậy đó anh em nói không nghe đó này vô mua gà rồi tôi đâu có giận anh đâu. Ừ. Mọi người nhớ nha coi anh em tôi phải nhớ bấm like nhiều nhiều một chút anh em mình mai được quy chương cái nút bạc đó vậy nút bạc đó. Ừ cho anh em mình còn ăn lớn chút bây giờ là, không có tiền ăn ít nó đỡ quý vị ơi đó thì mình ăn đỡ giò gà với cánh gà nó đỡ đi giờ không có tiền ăn kiểu ông nội người ta ăn giò ăn cánh không còn có mình mới ăn mẹ hết trơn. Ừ, người ta không có tiền để ăn này đâu quý. Ăn mé mé. Các bạn mình không có tiền, các bạn mình ăn mé mé gà đâu, ăn kiểu ông nội nữa. Cho ăn kiểu ông nội vậy. Ừ. Sao rồi, có gì? Có gì nó ghét, cho lọc cái địa vậy. Không. Quý vị như mình tiếp trở về rồi. Quý vị nhớ bấm like cho Lộc đi. Rồi buổi xíu anh em mình lại khá chín chùa gà rồi anh em mình mời mình ăn chung. Ừ, các bạn nhớ nghe không bị gì đó là bữa nay mình ông mừng nhờ anh em bấm like được 40.000 đó 40.000 người đăng ký. Ừ, 40.000 người đăng ký các bạn trời tao quên mà đó. Ừ. Rồi anh em mai mốt ủng hộ nó đi rồi chắc là tôi không có bỏ các bạn đâu bởi vì các bạn rất là mến tôi cũng không có bỏ các bạn đâu phải không có khi nhầm người á rồi nhắn tin hay là xin số của mình tiếp á nhưng mà vẫn có nhưng mà thôi đi có khi mình đang quay video á rồi nó buồn phiền cho anh em quá có không được thôi để ngày nào đó là tiếp sẽ cho rồi để anh em mình tâm sự ha. Ờ nó dập vô lép chân kìa à. Ừ. Nói tốt lắm. Ừ đạp vô dập nhập lép hết anh em nói không nghe gặp tôi đạp bà bài. Ừ. Nhớ quý vị nhớ là ông này nè ổng cho kỳ lắm cho xấu lắm cá ông kỳ lấy gì lội. Ừ. Cá có kỳ nó mới lội được chứ bộ có anh em nói hết lòng kêu vô làm với người ta bộ tôi đâu có dặn anh đâu kiếm chuyện tôi nữa tôi đâu có dặn anh đâu tôi làm gì mà đạp dập tôi tức quá tôi đạp cái tôi chứ bộ tức ai làm ai tức người ta mà đạp anh thôi, em có nói nhiều em nói nhiều dặn bỏ về nữa giờ. Ôi trời nó hơi lọt cái đánh tụi lắm nó hơi lọt đìa tên ông chết mẹ trời cắt mẹ luôn có móng sâu luôn rồi cắt theo đứt hết trơn cái móng giò ta trời ơi cái mẹ sống. Cái móng sống nhờ có móng cắt hết móng này sống thì anh giỏi anh cắt đi cắt hành luôn cắt hành luôn tụi lao hoài luôn lao hoài cắt hành luôn lo lắc luôn mà lo tàu lao quốc xế hoài phải rồi xe tôi đem treo chứ tôi treo xe nào. Ừ. Đó bố đó là tôi nói tôi đâu có đi vô đây đâu không vô đây không đây mà treo nó nói lộng tôi có treo xe nào đâu gặp lòng rồi ông thừa vô dượng ai. Ừ, dượng chơi vậy hai dượng biết dượng nào dượng nào hai đâu dượng chồng bà dễ ngoài cũng là dượng tư tôi đây cũng dượng tư ông có thừa tôi lao mà tư tôi là tư nhỏ chứ nào đâu mà kia ngoài nữa tôi nói ông đây chứ nói ai đâu mà kia ngoài ông nói ông tư heo nữa báo nữa tao bảo là tư heo nữa tao bảo nó tư heo luôn thừa tư heo nó báo nữa giờ anh em ơi giờ mình giờ chín giờ mời anh em mình là mỗi người một cái dùng vui cái gì vô gà
Nói chung thì nhờ anh em cũng bấm cho Lộc được đó là 40 like rồi. 40.000 người đăng ký. Tao quên mà. Rồi tao quên. 40.000 rồi. Còn 60.000 nữa mới được. Ờ bữa nay tiếp sẽ trở về rồi Lộc cũng thấy đãi vô gà có gì. Đó. Nhưng mà gà muốn có hiếm lắm. Bởi vì corona giờ nó hòa bình rồi đó. Bây giờ nó quá trời luôn. Corona hòa bình. À nó hòa bình rồi, nó ăn rồi quá luôn. Corona nó giảm bớt rồi. Thì nó giảm nó bởi vì nó ăn gà nó ăn mừng á. Corona nó ăn cái mình mà nó bỏ giò cho mình ăn nè các bạn coi coi sao. Nó vậy đó. Giò mắc hơn mình nên đi. Ờ cái giò mắc hơn cái mình nó. Ở đâu anh? Đâu vậy? Trời ơi anh làm gì mày trời. Ơi. Rồi anh em mình chia nhau ngượng cái một cái ăn chơi gì. Cho ngượng cái nữa. Cho ngượng cái nữa. Chút mà mình đếm coi bao nhiêu người trong đó mình cho. Một cái chén. Một cái chén. Cái tô. Cái tô. Một cái tô. Gì á. Bây giờ quý vị mình nghèo quá. Tiền nó không có giờ. Cái nồi ờ quên hết trời ơi, mong quý vị có cái nồi gửi bưu điện gì cho mình tiếp cái coi. Nồi gì đâu mà trời ơi nồi. Nồi. Dạ nắp quên mà. Dạ nắp vào coi. Có thiếu gì không? Không cái này không có trái gì trên có hành không mà. Dạ. Thì kiếm cái trái nào. Ở đó mới có dặn nhà màu. Màu quay. Còn nó đưa bước ngoài đó mình còn nó giữ không? Nó không giữ không? Để nó giữ kệ nó. Cầm bé bé. Bé nó vô mình chảy. Ờ. Ừ. Ờ nghe. Lúc là mình lăn lăn trong trong trốn. Cầm bọn. Nhưng mà nó dưới mình trốn rồi. Ờ. Ừ. Đó ha. Ngồi. Nó. Để chỗ này lên. Lên 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 cho mình. Nhưng mà mình bò xuống quốc. Chế. Này. Chế. Bò này nè. Đi đây nè. Anh em đây nè. Này. Bẻ chuyện cho tôi thấy tôi chụp nha. Tôi đứng ngoài nha. Không. Anh ở đây đi. Không. Anh chạy không kịp ở đâu. Không. Xuống ngoài tôi chụp. À. Có gì nó bắt vô người tôi lại đem về tôi ăn được. À. Đúng không? À. Ăn dùng cái này tôi bắt nó bắt vừa ở đắng đi tôi đây tôi về tôi ăn ở trong bọn không nữa ừ bắt bắt hết chứ nó nhỏ mà đâu hết chui ngồi người ta giữ kìa nói lớn quá người ta nghe vậy nghe đó đây đang nghe không nghe lại mình nữa mình nói đây mà nghe kể đi ông bạn lớn quá nó nghe nó rình à điếm điếm bầu điếm điếm bầu mày mày chạy dè 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 mày mày chạy điếm bầu cái gì á thằng trái trái không thằng trái trái không điếm bầu cái gì á từ từ đếm đang đếm cờ rồi đếm cờ rồi mà ngõ không muốn cái là bận gì phải mình như con gà mình chung còn lo lo mình đẻ được còn mình đi thôi chiếc cồ ấy chiếc cồ mà đang ở đó sao không đi vô bỏ bỏ hết cái đó chờ biết khi nào gần chín rồi nè à. Để tôi cõng anh nè nó cõng gì bò mảnh thằng nào nó bò đi anh bò mà cõng làm như là bỏ bỏ luôn bỏ sát xuống em là em mới theo em đứng đây em quay thôi đó nghe mày thằng đó hai thằng đi đâu không mày thằng đi giữ đồ kìa ra trời đập cho hai ông biết cái cảnh rồi đi má vô tao mới chịu ta đó dám bị mò đó hay thì chứ này nhớ đi qua đó hái ông cầm xuống cầm anh bẻ đi phụ
ơi, Phật mẹ ơi. Đem lỡ mà mơ bẻ thêm trái nữa không? Mơ bẻ thêm trái nữa không? Đâu. Ôi cảm ơn nha. Mơ bẻ thêm nữa. Quá. Không giữ gì két. Mạnh chính. Quá không chính. Hai ông bị tệ. Có chỉ bầu quá. Không chịu sinh. Hả? Không chịu sinh. Sinh không cho. Có buộc phải lên cấp. Em có nghe anh sinh đâu? Hả? Anh em có nghe anh sinh đâu? Ờ nãy mình quên hết đã. Quên. Quên. Có tiền sinh thì mua gì? Ở gì? Kìa đảo xuống nữa kìa. Xuống nữa hả? Ngồi xích cây. Cái này lấy búa xích xuống luôn rồi sao? Chào mọi người nè, bữa nay cũng anh em mình vui vẻ uống rượu với anh em bữa lâu quá, hôm nay cũng 4-5 tuần nay rồi, vô nhà anh ba rồi nay lòng có mua rồi gà gì đó rồi anh em ăn chung cả nhà luôn nghe. Cho anh ba không nói chơi trời Phật đó. Đang nói xong kêu nói. Thì nói đi. Mời quý vị nha, bây giờ anh em mình cái này cũng đã chín rồi quý vị ơi. Này. Bây giờ là giò gà nó cũng đã chín rồi, bây giờ anh em mình phải mở ra thưởng thức, bắt đầu anh em mình có chi dùng đấy nha, tại gia đình không nha. Chào quý vị, gia đình không, nhưng gia đình không à, mình tập trung mình vui vẻ nha quý vị. Đây, 1, 2, 3, khui. Khui. Dưới vô đây, đây. Cái bầu này không ngon miếng nào. Ngon không? Vua đợi dưới. Bị gì nó gượt quá mệt. Chạy, đợi dưới. Chính đồ bầu ngon. Vua đợi trên thùng chính. Ta dưới chính, mà này chưa chính nè. Mới đợi vô. Chính rồi. Ê trời ơi, trời ơi, mà có đũa, trời. Không có phát cái đũa em đâu. Trời ơi. Đũa em đâu. Ủa, đũa gì mà giấu gắt được à? Ông có đưa mình đâu, ông để này, bắn 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 mẹ ơi. Ông chơi ông đôi 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 đã, ông chỉ đưa mình. Cái thằng này cũng kỳ nè, thì nó bên đi, nhào lấy đũa đưa cho nhỏ gắp đũa ăn, mua dĩa mua trường. Lâu dĩa luôn trời, tóc không trời. Đây. Đầu lâu dĩa luôn rồi. Ờ. Nhỏ mà đang hổn ghê. Ừ. Lấy lá để đầu luôn được nè. Trả rồi đó. Người lớn mà chưa ăn gì chứ. Bớt gà là chút. Ờ. Đánh. Ừ, đánh nè. Ào. Ăn đi. Ăn đi. Ăn là bị có bon liền. Ông Tú ăn. Mình mời quý vị nè. Bữa nay cũng anh em xung họp bữa nay vui vẻ. Anh em mình uống ẩm thực luôn ha. Mời quý vị đây là đưa cặp đi dụ anh Tư, tôi là anh ba. Em công hành. Giờ mình cầm cái giò gà đưa lên này. Ông Lâm ốp. Trời ơi quý vị quá trời luôn quý vị. Bữa nay anh em mình vui lắm ha. Thôi vậy dùng quý vị ơi. Bây giờ anh em mình không có gì nói gì hơn. Bây giờ anh em mình có gì ăn nấy đi. Vui vẻ. Ừ. Rồi. Bao. Ăn cái gì? Trời ơi, có nói gì đâu. Anh em mình dùng ngang, dùng cả nhà luôn á anh em. Dùng cả nhà luôn. Mình dùng cả nhà luôn cũng như anh em mình đó. Đọc thay mặt anh em ở đây thì cảm ơn. Chắc lẽ hiện giờ là sẽ là đã là 40 mấy ngàn người đăng ký rồi. Thì Lộc và anh Tư với anh Ba cũng rất biết ơn mọi người đã trong suốt thời gian qua đã cùng anh em mình có nghĩa là leo lên một cái nấc thang mới. Và hiện giờ được 40 ngàn mà chơi 40 ngàn rồi thì anh em mình không có gì hơn ở đồng quê. Nhưng mà chắc thì bây giờ đồng khu có cháy mọi người không có kiếm cá mắm mà ăn rất khó. Anh em mình mua mới rồi ăn cho quay quằng nhau cho vui để ăn mừng 4 ngàn người đăng ký. Là thật sự thì đó là cũng là cái niềm vui khá là lớn phải dành, nói chung là mọi người dành cho anh em mình, cũng nhờ anh em mọi người mà anh em mình mới có được cái những gì mà anh em mình hồi trước giờ cũng ước muốn làm cái kênh ngày càng phát triển. Và Lộc cũng rất là mong là mọi người sẽ ủng hộ đến khi mà cái kênh đạt được cái nút bạc. Và Lộc rất mong là những bạn và anh chị và cô bác nào chưa có ấn đăng ký kênh thì Lộc rất mong là được sự ủng hộ của cô bác để ủng hộ, giống như tạo cho động lực anh em mình làm nhiều video hay và không có anh được cái hài hước hơn nữa. Thì mọi người dùng cùng anh em mình dùng cái giò gà em ăn cái nè. Mời người ta đi ăn luôn đi. Đây là có cái giấy anh Tư đâu mất tiêu anh có bóng mà anh Tư để anh cắt ra em ăn nè, em cắn luôn cắn cái bó mất tiêu luôn cái giọt cái ngón luôn mất cái ngón luôn. Chị anh cắt nó phạm luôn cái ngón tay luôn rồi. Con gà người ta 5 ngón phải không? À. Ủa, gà 5 ngón trời mà giờ gà có 4 ngón bạc à. Ông này kiếm là ông lặn không sao á. 5 ngón gà tay mình. Trời mà trời tới nay con gà đi so là con người. Cái đó này. Đó, đúng không? À. Đó con
gà nó khác, còn mình ôi sao này có ngón màu à? Đó, đó, đó là cái cắt đó, đó nè nè, nó để bơi 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 nè. Đó, đó, giờ nè mình cầm lên cho gà. Ừ, mà, đúng rồi. Mờ mờ quý vị nè, mình giờ mình nè đầu ở vú vú 1 2 3 vô. Trời ơi, giờ gà cũng vô uống bia có gì. Ngon. Ngon. Ngon quá. Ngon. Mời mua nữa. Mời luôn mọi người. Nhớ mọi người ăn đi không hết đâu. Bây giờ nóng quá. Mọi người thấy rồi. Ừ. Nghe nghe, nóng á, rúi lên chỗ đó rồi. Trời ơi, ta lấy cái lưỡi ta liếm cái là nó bay cái lưỡi, à, liếm cái này nè, cái nó... Liếm đâu ơi. Nè quý vị ơi, nè, quá luôn à. Mà quý vị đừng có thấy mấy trái bầu hồi nãy, người bên tiếp mệt quá, chữ quá trời, chữ. Chưa anh chủ ăn nước. À, ơi, ơi, chủ bầu ơi. Phải dặn đi, vô ăn. Bớt dặn đi mà, trời ơi, anh em. Vậy anh em, các bà xuống đây nhậu về ly coi. Tắm luôn. À nó gượt mệt hốt luôn. Mấy này tôi quýnh. Quýnh hoài. 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 Nó không tha luôn. Ừ. Bại nó. Ờ bảo vậy anh em mình vui vẻ nha. Nhớ anh em mình ủng hộ cho Lộc đi thì nói chung là tiếp. Ủa ủng hộ Lộc à, ủng hộ tất cả anh em. Ờ tất cả anh em mình đi. Rồi để có tinh thần để cho tiếp nè với ba Nhường. Rồi Lộc để có tinh thần quay đó. Rồi nói chung thì làm ủng hộ đi thì bất cứ cái gì dù xuống dù té ngựa đạp gai rồi anh em vẫn làm cho anh em vẫn cười à. Đạp gai vẫn lễ ra chứ cậu để chứ không để trong chuẩn bị chuẩn bị mưa tao mới xưng cái mỏ luôn à. Hết rồi kìa vô bây giờ cái gì này ăn ghê luôn. Mới làm cái rào cái hồi mấy suốt của lòng cũng làm rụi mẹ hay quá quá trời chín rồi. Tới bữa nè. Nè, tao nãy rồi chạy mệt chết luôn. Không quất miếng bầu đi. À, ăn miếng bầu đi người cho. Té đó, nghỉ dược ra. Vậy hả? Chưa té là dược tới đây luôn á. Năn nỉ mà anh em không mình không mà. Đấy không có thiếu bầu à. Bầu. Mà bầu chưa chín hấp kiểu gì nè. Cái miếng bầu nè. Ê, đẹp, 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 bầu ăn cắp trộm ra. Thôi mà bỏ đi mà. Ừ, ngồi lúa ta nữa đó. Ừ, vô đó đi. Chín chưa? Chín rồi. Ủa vậy có lỗi rồi, chín rồi. Chín rồi, quên. Trời ăn luôn. Chín ngon chết. Chín hả? Anh em thấy làm kỳ không? Mình quá trời cực khổ mới được cái chứ đó. Ừ đó, nó bắt tay cái mới chịu quay quay vài vòng cho uy tín với trong mặt rồi ha. Ừ. Ngồi mùi thơm quá cậu, nó ngọt luôn á, thơm thơm gì ăn thấy nhang thử trong hả. Ừ, bây giờ mình chào mọi người. Kết thúc mình kết thúc video nha mọi người, rồi để ủng hộ anh em, rồi để mọi anh em đi, rồi có tinh thần anh em mới làm tới bến luôn. Rồi tới anh ba chào cả nhà. Ừ. Anh ba đây với ba Nhường, nhưng mà ba Nhường quý vị xem video này nó có khuyết điểm gì thì mình đóng góp vô quý vị, rồi ba Nhường cũng làm sửa chữa lại những gì đó khuyết điểm đó. Thôi bây giờ đi anh em gió đồng cũng là chúc mừng quý vị. Thôi giờ anh em mình chia tay. Tôi bây giờ hẹn lại video sau quý vị ơi. Woo.